Xin chào các em. Chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ xét về phần phân tích phương sai. Phân tích phương sai thì tóm tắt lý thuyết như sau. Đầu tiên là câu hỏi mở đầu đấy, tức là bối cảnh. Sau hơn 50 năm thống nhất nước nhà, có ý kiến cho rằng chiều cao trung bình của người dân ở ba miền Bắc Trung Nam có sự khác biệt. Anh chị đồng ý hay bác bỏ ý kiến đó? Hay là có ý kiến cho rằng chính giai đoạn tiến sĩ T mới về trường TLU là giai đoạn tiến sĩ T dạy sinh viên đạt điểm thống kê cao nhất, cao hơn cả giai đoạn tiến sĩ mới về nước và cả giai đoạn hiện tại. Anh chị có đồng ý với ý kiến này? Một vấn đề này sinh ra là chúng ta cần so sánh trung bình của tổng thể từ 3 mẫu trở lên. Nếu như xét bằng phương pháp ghép hai mẫu với nhau thì làm giống như ở trên, chúng ta sẽ phải có dùng tới C2N lần xét. Chỉ có N bằng 3 thôi, nó đã có 3,3 cách xét rồi, 3 trường hợp. Dẫn tới rất mất rất nhiều thời gian, do đó chúng ta phải tìm phương pháp khác. Xuất phát từ yêu cầu so sánh trung bình của nhiều tổng thể mà chúng ta nảy sinh ra phương pháp phân tích phương sai. Vậy phân tích phương sai phải chăng là so sánh các phương sai với nhau? Có một số bạn không để ý cái tưởng phân tích phương sai là so sánh phương sai, trúng kế ngay tức thì. Vậy phân tích phương sai là gì? Phương pháp phân tích phương sai là phương pháp so sánh trung bình của nhiều tổng thể dựa trên các mẫu mà chúng có điều kiện về phương sai. Mục đích sử dụng: muốn so sánh trung bình của N tổng thể với N lớn bằng 3 mà không dùng so sánh trung bình của từng cặp mẫu. Điều kiện tiến hành phương pháp phân tích phương sai là các mẫu lấy ra độc lập từ tổng thể phân phối chuẩn và có phương sai bằng nhau. Ba điều kiện: mẫu lấy ra độc lập từ tổng thể phân phối chuẩn, có phương sai bằng nhau. Đấy, thế mới gây sự nhầm lẫn. Đúng là nó dựa trên phân tích, kiểu dựa trên phân sai thật, nhưng mà nó lại so sánh trung bình. Thì là bị chết thì các bước tiến hành như sau. Về mặt lý thuyết, chúng ta phải tính tổng bình phương độ cách bên trong các nhóm. Tính tổng bình phương độ giữa các nhóm, tính tổng bình phương độ cách toàn bộ, tính bình phương trung bình bên trong các nhóm, vân vân. Ta ra được có cái bảng phân tích phương sai như trên. Quy trình phân tích phương sai thì cái đầu tiên bao giờ chúng ta cũng phải ghi gọi mi 1, mi 2, 3 chấm cho đến mi k là trung bình của k tổng thể đã cho. Giả thuyết không là tất cả các trung bình của nó bằng nhau, giả thuyết đối là nó khác nhau, tức là tồn tại y và z thuộc vào tập từ 1 đến 2 đến k, sao cho mi khác mi z chắc chắn là y sẽ khác z rồi. Nhập dữ liệu hoặc lấy dữ liệu, chuyển dữ liệu nhiều cột thành hai cột, sau đó dùng lệnh ANOVA là mà hoặc sử dụng quy luật quyết định hoặc quy giá trị kết luận. Ví dụ và bài tập, ví dụ minh họa như sau. Nó có kịch bản thứ nhất là dữ liệu dùng bảng theo từng cột, từng cột.
Điện thoại bấm vội vàng sắp xóa hết rồi. Nhìn là biết điện thoại sáng choang, chưa kịp tắt. Chúng ta hình dung là bối cảnh của bài này như này, là có ba cái nhãn hiệu xe A, B và C. Chúng ta muốn xem là xe nào, hãng xe nào mà xe mà nó tiêu thụ xăng nhiều hơn. Cái thời buổi mà xăng nó rẻ thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến xe nó đẹp hay xấu, nhưng mà thời buổi mà xăng nó đắt thì là ta phải quan tâm xem là cái thằng nào đi tốn ít xăng hơn để ta mua. Đấy. Thế thì người ta xử lý một cách là người ta cho cùng một lượng xăng, xem thằng nào đi được số nhiều số km hơn, đi bao giờ nó hết xăng nó dừng lại thì bắt đầu đo. Đấy, nó như thế, bối cảnh của nó ra thế. Thế bây giờ đây là bảng ghi lại số km đã đi được với từng hiệu xăng sau, và giả sử mức tiêu thụ xăng của hiệu xe A, xe B, xe C tuân theo nó chuẩn với trung bình lần lượt là B1, B2, B3 cái đấy. Còn bây giờ hãy kiểm định ý kiến cho rằng là số km trung bình của ba hãng xe đi được là như nhau, từ đó đưa ra kết luận về mức độ tiêu thụ xăng của ba hãng xe đó. Như vậy trong bài này chúng ta sẽ có 11, 12, 13 lần lượt là trung bình của hãng, số km đi được của hãng xe ABC khi tiêu thụ cùng một lượng xăng. Giả thuyết H0 ý, là 11 bằng 12 bằng 13. Có một số bạn viết như này là H1, như này là ăn không điểm luôn đấy. Nghiêm cấm H0 ấy, thì là 11 bằng 12 bằng 13. Nghiêm cấm ghi H1 là B1 khác B2 khác B3, ghi như này ăn không điểm ngay. Trúng bẫy luôn. Nghiêm cấm. Thực ra cái này nó lại tương đương như này này, B1 bằng B2 B1 V3 V2 bằng V3. Đây đóng vai trò là P1, P2, P3. Thế thì cái này nó chính là hội của mệnh đề P1, P2 và P3. Mà trong một logic suy luận chúng ta biết là phủ định của một hội thì nó tương đương với một tuyển. Cho nên đấy, cái này thực chất nó là tương đương với cái phủ định của cái này là V1 khác V2, hoặc phủ định của hội là tuyển, hội định tuyển là hội V1 khác V3 hoặc V2 khác V3. Đấy, nếu nó ít thì có thể chúng ta đọc đâu đó nó viết như này, nghiêm cấm viết này. Chốc chúng ta sẽ thấy có một bài như chính cái bài này luôn, là nó đập vào một phát giữa mặt luôn cái câu này là sai, viết này là sai luôn. Nó dặn như thế thì không lẽ đến lúc đi thi mà còn mắc phải thì bảo sao thầy không bảo em trước, bảo rồi không nghe chứ. Thế hoặc là ghi là tồn tại easy thuộc vào 1, 2, 3 để nguy khác easy như trên bảng cho nó gọn. Thì cái câu đấy sau đó thì chúng ta nhập, sau khi viết H0, H1 xong rồi bắt đầu nhập. Xe A, xe B, xe C. Sau đó gộp lại. Xe A, xe B, xe C. Nhập đi. Đề bài cho chúng ta là ba cột riêng biệt mà, thì sau khi mình nhập từng cột một thì mình phải gộp lại. Đây thực chất là gộp lại thành một cột. Sau đấy thì nếu như nó cũng là biến riêng biệt thì mình phải gộp lại. Cái dòng cuối cùng chính là mẫu gộp lại đấy.
Thế thì ở đây số lượng xe của cái hãng xe A với xe B, xe C thì tao có thể đếm được một cái là 7, 7, 6, tao có thể nhập trực tiếp. Nhưng mà tuy nhiên ví dụ sau này nó cho file nó dài dằng dặc, mình phải dùng lệnh len, dùng lệnh len để đếm. Tiếp tiếp tục là chúng ta phải nhập loại xe. Loại xe chúng ta đang thắc mắc cái chữ, cái lệnh này nó làm gì thì ta hình dung như sau này. Hình dung như sau, chúng ta hình dung là đi thi nó sẽ gặp mấy cái kịch bản như này. Kịch bản xấu nhất là kịch bản mà đang ở trước mặt này, là nó là ba cột riêng biệt, ba bốn cột riêng biệt này, thì chúng ta phải đưa về trong cùng một cột. A, B, này, C, D này. Thì mình phải nhập xong A, xong đến B này, xong đến C này, xong đến D. Và khi đã nhập vào trong cùng một cột, nếu không khéo nó sẽ coi như một biến thôi. Và đúng là một biến thật. Bây giờ thì phải có, bắt buộc phải có biến phân loại ở bên cạnh. Phân loại mình đặt tên là gì cũng được. Thế thì từ đây đây là mình đặt là một chẳng hạn, xong từ đây đây đặt là hai chẳng hạn, từ đây đây là ba, từ đây đây là bốn. Đấy, cho nên là đang từ cái bảng này chúng ta chuyển sang cái này. Thì vừa nãy chúng ta ghi là số km ấy, bằng C, xe A, xe B, xe C, chính là chúng ta gộp lại thành một cột này, được chưa nào? Được chưa nào? Chính là gộp thành một cột. Một cột rồi thì phải có biến phân loại ở đây, thì là loại xe. Thì bây giờ nó ít thì ta đếm là 776, nhưng mà nó nhiều thì chúng ta dùng lệnh len để nó đếm. Dùng lệnh len để đếm như sau. Loại xe lập từ 1 đến 3, ở đây có 3 loại xe mà. Lập cái gì bao nhiêu lần chúng ta biết rồi. Đầu tiên là len xe A, sau len xe B, len xe C. Nếu biết số cụ thể rồi thì nhập vào cũng được, còn nếu không biết ta dùng cái lệnh len cho nó chuẩn. Ô thế cô này chưa nhập xong à? Nhập đi. Rồi sau khi làm gộp xong rồi thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh kiểm định. Lệnh kiểm định dễ cực, cái chương này là chương dễ nhất của đất, bởi vì nó chỉ có hai cái lệnh chính thôi. Đây, ANOVA. Chương này rất là ngắn gọn, cái đoạn vừa nãy là nhập dữ liệu, còn bây giờ là lệnh chính ANOVA. Đây, analyze viết tắt của cái cụm từ này này, ANOVA này. Đấy, là viết tắt của chữ linear, linear model, tức là mô hình tuyến tính.
Cái này bảng của nó hơi đơn giản thì mình phải hồi lại bảng tiếng Việt. Bây giờ thầy giáo nhìn bảng thầy giáo nói phát qua về mặt tiếng Anh của nó để chúng ta biết được. DF là viết tắt của chữ the degree of freedom, tức là bậc tự do. Sum SQ là viết tắt của chữ sum square, tức là tổng trung bình, tổng bình phương. Tổng bình phương thì một cái nó sẽ là SST và một cái là SSG, một con SSG ở trên và SSW ở dưới. Tổng mình phải tự cộng. Cái bậc tự do thì cái đầu tiên là K trừ 1. Ở dưới là N trừ K. Tức ba loại xe mà ba loại xe thì K trừ 1 thì chả bằng 2. Thì cả thấy có 20 trừ đi 3 thì chả là 17. Rồi đây ở cái cột tiếp theo là min SQ, tức là trung bình bình phương. Và F value tức là giá trị F, và cuối cùng là P giá trị. Thế từ đó chúng ta sẽ chuyển sang bảng là như thế nào. Trong giờ lý thuyết các em đã học bảng phân tích phương sai rồi. Đầu tuần ngày thứ hai thầy Sứ thầy dạy rồi. Nếu đề bài bảo lập bảng phân tích phương sai thì chúng ta sẽ lập giống như bảng ở dưới, và tạm thời bây giờ chúng ta đang xử lý kiểm định trước. Sử dụng một trong hai phương pháp sau đây. Phương pháp thứ nhất là giá trị giới hạn. Chúng ta sẽ bác bỏ quy luật quyết định F bằng MSVG trên MSVK là phải lớn hơn FK trừ 1 N trừ K alpha. Con này là máy nó tính hộ chúng ta rồi là 15,038 đúng không nào? Có đúng 15,038 không? Rồi. Thế cái con bên phải hơi khó nhớ thì nó được tính bởi QF 1 trừ alpha phải bậc tự do là 2 và 17. 2 17 ở đâu ra? 2 là K trừ 1 và 17 là N trừ K đấy. Tiếp tục bảng phân tích phương sai thì chúng ta phải điền đầy đủ như trên bảng. Điền đầy đủ như trên bảng. Nguồn biến thiên giữa các nhóm, nguồn biến trong các nhóm. Đừng có lộn nhé. Cái dòng trên là giữa các nhóm trước. Bậc tự do tên tiếng Anh viết tắt là DF. Sum square, mean square. Có ghi công thức đầy đủ cả trong giờ lý thuyết. Tập ở đây là chúng ta sinh ra. Thì cái dòng này là nó không cộng, phải cộng. Lấy đây là ST là viết tắt của chữ sum square total là total tổng. Này cộng vào này, cộng tổng. Đã xong. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta nhận xét thì nó có hai cách. Trên một là dùng phương pháp giá trị giới hạn thì nó khó hơn ở chỗ là mình phải thuộc bất đẳng thức. Thuộc bất đẳng thức. Đấy. Cái hai là còn đối với trường hợp mà sử dụng P giá trị rất dễ nhìn vào cột cuối cùng ở trên máy tính ý. Tính ra là khoảng 0,0178 rất là bé. Mức ý nghĩa là 0,05 lớn hơn P giá trị, do đó ta bác bỏ H0 chấp nhận H1. P giá trị càng bé thì càng phải bác bỏ H0. Được chưa? Về nhiệm vụ phân tích phương sai đã xong. Tuy nhiên nếu như đề bài yêu cầu phải giải thích kỹ hơn, cụ thể là ai cũng biết là nó khác nhau rồi, nhưng mà khác nhau như thế nào? Của hãng xe A, xe B hay xe C là cái thằng mà đi được số km nhiều nhất hay là ít nhất thì phải phân tích sâu. Chương này nó chỉ có hai lệnh chính ấy. Đó là lệnh thứ hai. Lệnh thứ hai là to key HSD mở ngoặc AOV đến 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 đây xóa cái đoạn sau đi, đóng ngoặc là xóa đằng sau không cần thiết.
công thức không phù hợp. Làm ăn thế này chết dở, đi thi thế này thì thôi, lại hẹn lại học kỳ sau. Kỳ sau thầy không dạy nó môn này đâu, ta đi dạy môn khác. Ta phát hiện chỗ sai của em hôm nay vắng nhé. Nhé. Thầy phát hiện chỗ sai của em hôm nay là tính là vắng nhé. Không. Chết dở. Người ta viết là xe A thì mình viết là sửa chưa? Sửa rồi. Ở trên nhưng mà sửa dưới là không sửa. À dấu ngã không phải dấu trừ, dấu ngã. Làm ăn chậm thế này thì thi trắc nghiệm đứt. Bỏ hai tay ra xem nào. Đây. Sửa lại cái dấu này thành dấu ngã. Một cái sai đôi khi nó rất đơn giản mà không, mình không thể nhìn thấy được. Lắm xe thế. Điệu lắm xe, xong lấy chồng rồi. Chữ xe, xe ở ngoài có mỗi chữ xe, mình nhập cái ba chữ xe liền. Bỏ qua. Có biết bỏ qua là sao không? Hả? Bấm này là bỏ qua. Đưa con chuột vào, đưa con chuột. Đấy. Đấy, dịch như đây, xong xóa bớt chữ xe đi. Xóa cái nào cho phù hợp. Chép đề thế, chép thế, chết sợ. Một chụp rồi chứ không chụp. Cố lên, cái chương này chính là chương ăn điểm dễ nhất. Bởi vì nó chả có gì cả. Lệnh thì qua hai lệnh. Chương này dễ ăn điểm hơn chương trước nhiều. Chương trước chia bao nhiêu trường hợp. Chương trước này xong. Học, sao sao thông kê nhiều quá. Có cần phải tư vấn tâm lý, thầy nhờ mấy bạn được 9-10 nữa nha, tư vấn. Học căng thẳng mà. Thầy không đối tượng số ca mà nhìn thấy này, trên có được. Em gõ sai. Em chữ số của em là chữ S thường, em dưới nhập S hoa. Đấy, nó phải thống nhất, nó phân biệt cả chữ thường, chữ hoa. Nó bảo không tìm thấy có nghĩa là có thể là em nhầm về chữ hoặc là chữ hoa, chữ thường. Đấy là không, cái đấy là tình huống rất nhiều người bị nhầm, nhưng đâu chỉ có riêng em. Tức là mình đặt một đằng, mình gọi một nẻo, nó không ra. Nó phân biệt cả chữ hoa, chữ thường. Lệnh phân tích sâu. Chỉ khi nào chúng ta bác bỏ hát không, chúng ta mới phân tích sâu. Bây giờ nhìn vào đây là chúng ta hoa hết cả mắt. Thì thầy nó sẽ hướng dẫn. Chúng ta nhìn đây, nhìn cái dòng thì nó đang bôi màu vàng ấy. Ở trong máy chúng ta có rồi đúng không? Thế cái con màu vàng đấy, ui tôi chết rồi, lộn. Thế như thế nó AI lộn dòng ấy. Thì những cái dòng này phải trước rồi, đúng không? Sao lại lộn cái đấy trước nhỉ? 2-1 trước, đấy. Sao lại tự động in cái con dòng đấy trước nhỉ? Chết giả. Một ba hai bốn đấy, lại lộn hết cả, sai hết này. Chép cho đúng chết xả, không cần đến cái kia đâu, chỉ cần đến đây là được rồi, không cần cái lần sau. Đủ đóng ngoặc chưa, mở ngoặc bao nhiêu lần, đóng ngoặc bấy nhiêu lần nhé. Đây rồi, cái quái nào nó lại lệch. Ô chuột, chuột ơi là chuột, đây rồi. Đến đây thì chúng ta phải hết sức bình tĩnh.
nghe kỹ không về lại không hiểu, không biết làm thế nào. Đây nhá, ở đây nó đang lộn thứ tự, chờ tí nhìn sang bên này được. Em nhìn cái dòng này nhé, 2 trừ 1 có nghĩa là gì? Sao không ghi là 2 trừ 1 bằng 1 luôn nữa này? Sau khi là 2 trừ 1 bằng 1 luôn chỗ này, nó có nghĩa là như này. Cái dòng đây thì A0 12 bằng B1, hãy đứng trước 1 đứng sau. A1 12 bằng B1. Việc đầu tiên là các em nhìn vào cột cuối cùng xem P giá trị của bài toán kiểm định này là bằng bao nhiêu. Nhìn vào cột cuối cùng nó bằng bao nhiêu? Vâng, trong trường hợp này là P giá trị bằng 0,002658, siêu bé. Rất bé, bé hơn mức ý nghĩa. 0,05. Do đó ta bác bỏ H0, chấp nhận H1. Có nghĩa rằng là số km trung bình của hãng xe A và xe B là khác nhau. Nhưng vấn đề khác nhau như thế nào? Thì chúng ta lúc đấy ta nhìn sang cột số 2 là cột nó ghi là chữ dip ấy, dip là viết tắt của chữ difference ấy, sự khác biệt. Trong ấy nó gọi là vi phân ấy, người đấy nó gọi là sự khác biệt. Tức là hiệu. Có nghĩa là mi2 khác mi1 rồi. Mặt khác ở cái cột dip difference ấy, thì nó bằng là 2,3. Đấy là sự khác biệt về trung bình là 2,3. 2,3 là âm hay dương? 2,3 là âm hay dương? Cô kia vẫn đang mơ mộng xem cái gì kia. Rồi ôi, toàn giai đẹp với gái đẹp. Bớt sống ảo đi. Vậy là xem Facebook ấy, trên Facebook em đẹp như tiên, gặp giữa đời thường là như thế nào biết không? Khủng luôn. Có đứa nào bảo thầy không nhận em à? Em với thầy nói chuyện trên Facebook suốt, thầy không nhận em à? Rồi trên Facebook nó gọi là xinh như là gọi là, nhưng mà ngoài đời nó gọi là không thể nhận ra là chết rồi. Mặt khác cái cột dip thì chúng ta nhìn được cái cột dip này nó bằng 2,3 này. 2,3 là thế nào? 2,3 là âm hay dương? Là dương. Như vậy là hiệu trung bình mà dương thì đâu biết là V1 lớn hơn V2 hay là V2 lớn hơn V1. Sao biết? Nó viết V2 đứng trước mà, đúng rồi, chính xác. Nó viết 2 trừ 1 như này. Như vậy là chúng ta sẽ suy ra là V2 lớn hơn V1. Rồi, giỏi lắm. Chắc em sẽ đoán là tiếp theo, là câu hỏi dành cho em. Em xem dòng thứ hai. Xin mời. Chốc nữa có đánh máy lại thì không lo. Bây giờ cứ cái thứ hai là viết từ đầu là H0, H1 là cái gì.
Nhớ P giá trị càng nhỏ thì càng bác bỏ H0. Đây, bạn nhận xét thấy được chưa? Bạn thấy rằng là cái P giá trị của nó bằng 0,001426, nhỏ hơn bước nghĩa. Bác bỏ H0 chấp nhận H1, V3 khác V1. Ở cái cột dip ý, thì nó bằng là 2,016667, là nó lớn hơn 0 cho nên là V3 lớn V1. Thấy được chưa? Ôi, ngon lành quá. Bây giờ mời một bạn nữa lên bàn tiếp tiếp mời đại diện Hòa Nhà Gái. Đồng chí này lên bàn xin bài nước đợi cuối, sau đó em là người chốt hạ lên em. Mạnh dạn lên. Nói chung là thời sinh viên lên bảng thì nó cũng nhiều khi, nếu mà sang bên kia thì sang, mà không thì biết là góc đấy có đủ được không. Bây giờ nó ghi là 3 trừ 2 có nghĩa là gì? Hả? Mạnh dạn lên. Ồ, mọi ngày cãi nhau bạn nhanh thế mà hôm nay đứng im. Đúng rồi, mạnh dạn lên. V3 bằng V2, đúng rồi. Khôn lắm, đọc đọc thật kỹ, đọc hết một lượt. Có nhiều người thì là đọc đến đâu viết đến đấy. Mọi người đọc hết từ đầu đến cuối. Hai chấm. Tự tin lên tí, cứ viết một tí lại nhìn tí thế. Rồi, tiếp tục. P giá trị bao nhiêu? P giá trị là P gì? Gấu à? Bằng bao nhiêu? Nếu không biết làm tròn thì đừng có làm tròn, cứ chép hết từ đầu cuối vào cho lành. Có nhiều đứa làm tròn sai là bị mất điểm ấy. Đúng rồi, giỏi lắm, tiếp tục.
chấp nhận hay không là mi mấy bằng mi mấy hả? Mi 3 bằng mi 2, cái cột đít nó bằng bao nhiêu, kết luận thế nào? Vi 3 nhỏ vi 1 đó. Em đang làm nhiệm vụ gì? Em đang nhận làm biên vi 2 với vi 1, vi 2 với vi 3 mà. Sao lại dâu nó cắm cầm bà kia đấy? Không chưa? Bây giờ em nhìn lại năm cái dòng em viết xem. Đố em phát hiện ra một điều gì bất thường. Em có phát hiện ra cái gì bất thường không? Trên này mi 3 bằng mi 2, dưới là mi 3 nhỏ mi 2 là thế nào? Thế đưa cái cột này vào để làm gì? Khi mà hai chúng ta bác chấp nhận H0 thì không được phép đọc cột bit nữa. Như vậy là hai cái dòng cuối gạch đi hộ thầy. Khi mà đã chấp nhận ăn không là min min difference là không có xác định, không có giờ đấy, có thể là trung bình của mẫu nó khác nhau thật nhưng mà trung bình tổng thể nó vẫn bằng nhau. Thầy chỉ thử em nắm bài thế nào thôi, cho nên ta mới hỏi dồn vài câu để em biết thế nào mà kết quả lộ ra ngay. Nhớ câu thầy nói chưa? Chỉ khi nào ta bác bỏ H0 chúng ta mới nhìn vào cột đít. Còn ở đây là chấp nhận H0 rồi còn nhìn gì nữa? Đấy, chốt lại cuối cùng là như thế nào đây, mối quan hệ giữa chúng là như thế nào đây? Đấy nha, bạn đầu tiên là thầy giáo viết nhé, là mi 2 lớn mi 1. Bạn thứ hai là mi 3 lớn mi 1. Tức là mi 1 là nhỏ nhất rồi. Ngoài ra có mi 3 và mi 2. Như vậy về mối quan hệ của nó trong bài này nó là mi 1 nhỏ hơn mi 2 bằng mi 3. Đấy, nhìn đây không? Thế này có phải là nếu như mà viết giống như vừa nãy thầy mà bảo cấm không được viết đấy, có phải là nếu như viết vừa nãy nó vả bố quá không? 11 khác 12 khác 13, đây đây là một ví dụ viết thế không được. Như vậy kết luận ở đây là như này, có nghĩa rằng là cái hãng xe A là đi được số km trung bình thấp nhất, sau đó xe B và xe C là số km trung bình là như nhau. Như vậy anh nào đi được những ít số km nhất thì có nghĩa rằng anh ấy tiêu thụ xăng là nhiều hay ít. Cùng một lượng xăng như nhau, anh nào đi được ít km hơn thì anh ấy sẽ tiêu thụ xăng nhiều hơn, đúng không? Đúng rồi, thế thôi. Bài này về sau trên mạng nó biến thành một bài toán trong trong kinh tế, một cách là sửa cái số km là thành số nghìn đô mới biết là nó thành bài toán. Căng thẳng đấy, thế nó chỉ có nhận xét là nó hơi khó một tí ở đoạn cuối để ý. Chỉ khi nào bác bỏ H0 thì chúng ta mới nhìn vào cái cột cuối cùng. Đây là đánh máy lại cho nó đẹp. Hiệu xe A đi được số km trung bình ít nhất, do đó tiêu tốn lượng xăng nhiều nhất.
trong ba loại xe. Ngày xưa cứ xe nào đẹp thì đi thì rẻ đẹp người ta mua, nhưng bây giờ phải xem xe nào nó phải, thứ nhất là xe nó phải thế nào, gầm nó phải cao, đi ở Hà Nội nó tắc đường là rồi mưa gió ngập đường liên tục này rất nguy hiểm. Thứ hai là phải tiêu thụ xăng. Thế đấy là một ví dụ thứ nhất. Chúng ta có hai cái lệnh cần chú ý, một là lệnh ANOVA LM, thứ hai là TUKI HSD mở ngoặc AOV. Và nhớ cái lệnh. Thế còn một số bài nó rắc rối hơn thì chúng ta sẽ bây giờ dưới dạng thứ hai là nó cho dữ liệu dạng file. File hay không thì nó cũng phải là hai cái loại dữ liệu như trên bảng thầy vừa viết thôi. Tức là hoặc là nó theo cột, ba cột riêng biệt, ba bốn cột riêng biệt thì ta phải nhập vào một cột nhờ biến gộp. Còn nếu như mà nó nằm sẵn trong một cột rồi như bài sau đây thì giải siêu dễ, làm nhanh cực. Dữ liệu trong file phân bón.csv hãy kiểm chứng rằng sản lượng, năng suất theo ba loại phân bón có trung bình là khác nhau. Không biết ở đấy có file tên là phân bón không? Có không? Phân bón có không? Không có, ta tra thử bón phân. Phân bón, bón phân. Nếu không có nghĩa là file này là của cá nhân. Có thôi, hình như ở trên nhóm thì nó gửi lên rồi. Thì trong trường hợp mà nó có là file thì vì đây là đuôi CSV cho nên chúng ta sẽ dùng lệnh read.csv. Read.csv ý là xong có cái gì đâu mà lưng. Thầy đã nói các kịch bản ở đây rồi. Đi thi có thể cho bảng như vừa nãy, có thể cho file như thế này. Cho bảng như vừa nãy thì làm thế nào, mà cho file thì làm thế nào. Mà cho file mà file đẻo ấy, tức là nó vẫn là ba cột riêng biệt thì phải lại làm giống như bài 1. Còn nó gộp sẵn một cột rồi thì làm như bài 2. Đấy. Không có ai đành phải nghe vậy. Nó làm giống như bài trên thôi, nó chỉ khác nhau mỗi đoạn đầu. Là lấy dữ liệu như nào, một bên là nhập dữ liệu, một bên là lấy dữ liệu. Đấy. Đi thi thường người ta cho sẵn file dữ liệu, nó không mất công chúng ta nhập. File bài tập đã có ở trên nhóm rồi mà. Ai không chép kịp có thể vào đó xem lại. Làm tương tự như ở trên thôi. Cũng phân tích sâu. À, một số bài tập áp dụng. Bài kiểm tra của số 2 của chúng ta sẽ từ bài này đổ về trước. Bài kiểm tra số 3 nữa.